Thưa quý vị và các bạn, đêm qua tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều tổ chức chương trình đón giao thừa Xuân Giáp Thìn với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, tại 8 điểm ở 7 huyện, thị xã, thành phố diễn ra hoạt động bắn pháo hoa, đem đến sự mãn nhãn, tinh thần phấn khởi cho hàng nghìn người dân. Phản ánh của các phóng viên thời sự trong đêm giao thừa. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đón năm mới trong thời tiết rét đậm. Thế nhưng tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, nhiệt độ dường như trở nên cao hơn bởi dòng người đang đổ dồn về đây chờ đón thời khắc đất trời chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, năm nay anh Toàn mới có dịp về quê đón Tết. Ở Nhật Bản, cộng đồng người Việt cũng đón giao thừa, cũng mừng năm mới. Nhưng với anh, Tết chỉ trọn vẹn khi được ở bên gia đình người thân, ngắm nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời quê hương. Thật sự là tôi rất là háo hức, cảm giác nó rất là hồi hộp. Sang năm mới thì mình cũng ước vọng nhiều sức khỏe và cố gắng công tác thật tốt để sang năm lại được về quê tiếp. Chị Lước làm dâu ở Hưng Yên gần 20 năm, nhưng đây là lần thứ hai ăn Tết ở quê chồng và cũng là lần đầu tiên chị đón giao thừa tại thành phố Hưng Yên. Rời quê hương và Biên Hòa lập nghiệp đã hơn 20 năm, nên Tết năm nay đặc biệt với cả gia đình anh chị. Đường phố thành phố Hưng Yên rất là rộng, mà con người thì cũng rất là mến khách. Tết ở Hưng Yên rất là ấm cúng. Những Tết sau có thể là mình sẽ đòi chồng để được về quê chồng ăn Tết. Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời vì tôi không nghĩ rằng là quê hương mình có thể phát triển một cách hoành tráng như thế này. Trong đêm giao thừa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới với 14 tiết mục thuộc nhiều thể loại lồng ghép, trong đó là những giá trị văn hóa, nghệ thuật đa dạng. Đất trời đã chính thức vào xuân, những gương mặt háo hức, những nụ cười rực rỡ, biển người cùng hân hoan đón chào năm mới, tràn ngập niềm tin và hy vọng. Mong muốn là có một mùa xuân ấm áp đến với cả thành viên trong gia đình cùng với toàn xã hội. Mong một năm kinh tế phát triển tốt hơn để tất cả những người dân ở Việt Nam mình có cuộc sống tốt hơn. Em mong cho quê hương càng ngày càng phát triển và giàu mạnh hơn. Mọi người đều có một năm mới là vui vẻ, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công hơn. Tại khu nhà ở phố mới ở huyện Văn Giang, các tiết mục văn nghệ biểu diễn từ 21 giờ đến 0 giờ trên sân khấu ngoài trời, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều ước nguyện đầu xuân đã được gửi gắm. Cháu mong muốn bố mẹ cháu là luôn hạnh phúc, rồi vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong công việc. Cháu muốn là đạt học sinh giỏi. Đầu xuân là tôi mong ước làm cái thứ nhất là làm sao cho gia đình nhà tôi mạnh khỏe, làm ăn để phát đạt. Mong ước của em đầu tiên là sức khỏe là dồi dào, công việc là thuận lợi, nhà nhà là yên vui. Tại khu đô thị Ocean Park 3, nhà đầu tư Vinhome tổ chức đại nhạc hội trên quảng trường Grande Juvenis từ 20 giờ đến giao thừa. Sau đó có màn đếm ngược cao đao và pháo hoa chào Tết Grand World 2024. Thời tiết khô ráo thuận lợi cho du xuân, cộng với chương trình ca nhạc hấp dẫn, đêm hội pháo hoa mãn nhãn tạo tinh thần phấn khởi cho nhân dân vui Tết đón xuân Giáp Thìn. Đêm giao thừa, khắp các ngả đường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào rực rỡ ánh đèn cờ hoa. Đông đảo tầng lớp nhân dân tập trung về khu trung tâm thị xã tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ và thưởng thức màn pháo hoa. Năm nay, thị xã tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với 120 dàn kéo dài 15 phút. Cùng với các hoạt động đón giao thừa, trong dịp Tết này, thị xã còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao và các lễ hội truyền thống đầu xuân, tạo không khí sôi nổi, vui tươi phấn khởi chào đón năm mới. Tại huyện Ân Thi, không khí đón giao thừa rộn ràng với chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa tại trung tâm huyện thu hút đông đảo người dân đến từ thị trấn Ân Thi và nhiều xã lân cận. Đúng 00 giờ, 00 phút, đêm giao thừa Tết Giáp Thìn tại khu vực đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ của huyện, chương trình bắn pháo hoa bắt đầu, đem lại không khí vui tươi, phấn khởi. Chúng tôi rất vui mừng là năm nay huyện tổ chức bắn pháo hoa để đón chào
năm mới Giáp Thìn, tôi chúc toàn thể mọi người là mạnh khỏe và tôi mong rằng huyện sẽ tổ chức nhiều hoạt động và nhiều chương trình múa hát rồi là mừng Đảng mừng xuân. Đêm giao thừa tại trung tâm huyện Văn Lâm, các đoàn viên thanh niên thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ, ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, những thành tựu đổi mới trên quê hương. Năm nay, huyện Văn Lâm tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm văn hóa huyện với thời gian 15 phút. Những màn pháo hoa rực rỡ, lung linh nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm đồng lòng ra sức thi đua xây dựng huyện Văn Lâm ngày càng giàu đẹp văn minh. Huyện Khoái Châu cũng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Đảng Quang Vinh, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Tại chương trình, hàng chục tiết mục múa hát được trình diễn với các thể loại tốp ca, đơn ca, song ca đến từ các câu lạc bộ đội văn nghệ trên địa bàn huyện biểu diễn. Sau chương trình giao lưu văn nghệ là màn bắn pháo hoa diễn ra trong không khí tràn ngập niềm vui, sự hân hoan đón Tết cổ truyền của dân tộc, mừng Đảng Quang Vinh, mừng xuân đổi mới. Chương trình bắn pháo hoa mừng xuân Giáp Thìn 2024 của huyện Yên Mỹ được tổ chức tại khu vực nhà văn hóa trung tâm huyện. Năm nay, huyện Yên Mỹ tổ chức bắn pháo hoa với số lượng 150 dàn, nhiều thứ nhì tỉnh, chỉ sau thành phố Hưng Yên. Chương trình kéo dài 15 phút, thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện tham gia. Toàn bộ kinh phí được xã hội hóa từ các doanh nghiệp.